Trong cơ thể người, gan là một bộ phận quan trọng làm nhiệm vụ chuyển hóa chất dinh dưỡng, thanh lọc, độc tố. Đây cũng là cơ quan có thể mắc nhiều bệnh như viêm gan B, suy gan, sơ gan, gan nhiễm mỡ, ung thư. Trong đông y, nhiều loại dược liệu đã được sử dụng để điều trị các bệnh về gan như ngũ vị tử, dịp hà châu, nano curcumin, cà gai leo, kim ngân hoa. Đây cũng là thành phần trong sản phẩm hỗ trợ dành cho gan do công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại sang A sản xuất. Việc sử dụng sản phẩm chiết xuất từ thảo dược này giúp cải thiện sức đề kháng cho cơ thể, tăng cường miễn dịch và chức năng thải độc từ gan, phòng ngừa và kiềm hãm sự phát triển của sơ gan, ung thư gan. Đối với những người bệnh có men gan cao hay bị suy giảm chức năng gan, sử dụng sản phẩm cũng có thể hỗ trợ hạ men gan hiệu quả, ổn định chức năng gan, giúp hỗ trợ điều trị viêm gan do thuốc và hóa chất. Sử dụng thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ dược liệu là phù hợp với xu thế chung của ngành y tế, bởi đây sẽ là những sản phẩm phù hợp với quy luật sinh lý của cơ thể người đồng thời ít gây ra những tác dụng phụ